Hi, xin chào tất cả chị các bạn nhá. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nhá. Thì em thương xin phép được giới thiệu giao lưu với toàn thể chị bạn một gốc cà te Krông Ba hay còn gọi là gõ đỏ này. Cục đây thì gần như là tinh lõi, vân veo thì nó quá là VIP rồi anh chị các bạn nhá. Đây cho các bạn xem này. Đấy. Cục đây thì nói chung là đục tượng, đục cóc đều VIP. Cục đây thì nó có một tí xíu này rác, tí xíu đây. Còn đây là lõi không chụt sụt. Cục đây là được 88 cân các bác nhá. Có chiều ngang đây là được 86 và chiều cao là được 47. Chiều sâu mỏng nhất là 30. Chỗ đây là 40, chỗ đây là 30. Vân veo thì nó quá đẹp rồi. Ok. Đi một vòng cho anh chị bạn xem này. Đấy, mặt sau đây thì nó chụt sụn luôn này. Chỉ có một tí xíu này là rác thôi anh chị bạn nhá. Một tí xíu này là rác thôi. Rồi em cho các bác xem cái đế này. Đây, đế thì bao đặc luôn nhé. Bao đặc luôn. 89kg, à 88kg anh chị bạn nhé. Tinh lõi này. Đấy. Tinh lõi. Vâng, nếu anh chị bạn nào mà thiện chí thì liên hệ cho em số điện thoại là 0338918991 nhé. Cà te Krông Ba hay còn gọi là gõ đỏ này. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video em nhé.